chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Nếu như mà các bạn muốn mua máy tính nhưng mà các bạn chỉ có hơn 16 triệu đồng, mua laptop thì trong tầm giá này hiệu năng sẽ không được cao, build một bộ PC thì còn phải đầu tư thêm khá là nhiều thứ theo kèm công kênh và tốn diện tích. Thì sự lựa chọn phù hợp nhất trong phân khúc giá rẻ này, mình khuyên là các bạn nên chọn máy tính đồng bộ all-in-one. Ở đây thì Apple có iMac, thì Lenovo sẽ có IdeaCenter 3 ngay cạnh mình đây. Thì đây sẽ là máy tính đồng bộ all-in-one của Lenovo với tên gọi là IdeaCenter 3. All-in-one thì là dòng máy tích hợp sẵn CPU và màn hình luôn, khiến máy trở nên gọn nhẹ, không chiếm quá nhiều không gian. Thêm vào đó thì còn có tính thẩm mỹ hơn so với những bộ PC văn phòng bình thường khác. Và nếu như mà các bạn có thể nhìn thấy đây thì mình đã set up sẵn một góc làm việc vô cùng gọn gàng, hiện đại, tinh tế và chắc chắn là phù hợp với khả năng tài chính của các bạn. Vì các bạn còn được Lenovo tặng kèm đó chính là bàn phím và chuột để sẵn trong hộp luôn. Về thiết kế ở đây thì IdeaCenter 3 sẽ sở hữu một thiết kế rất là nhỏ gọn, không quá cồng kềnh với toàn bộ máy được làm bằng nhựa. Cân nặng chỉ rơi vào khoảng là 7kg, thế nên là sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với PC truyền thống. Phần thân máy thì không quá dày, vì vậy khi nhìn vào mọi người sẽ nghĩ đây sẽ chỉ là một chiếc màn hình đơn thuần. Chưa kể đến đó chính là về phần cổng kết nối sẽ được đặt hết về phía đằng sau của máy, sẽ giúp cho các bạn dễ dàng lắp đặt, sắp xếp và kết nối hơn với các thiết bị ngoại vi. Ở đây chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, hai cổng USB Type-A 2.0, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và cổng nguồn. Và ngoài những kết nối mình vừa kể trên ra thì chắc chắn là không thể thiếu được đó chính là jack audio combo 3.5. Tuy nhiên thì jack 3.5 này thì lại ở phía cạnh dưới, thế nên là các bạn phải ngửa màn hình lên thì mới có thể thấy được. Và cạnh trên thì sẽ được Lenovo trang bị webcam, khi cần sử dụng thì các bạn sẽ kéo lên như thế này, còn không cần thì hoàn toàn có thể ấn xuống để ẩn webcam đi, tính bảo mật sẽ cực kỳ an toàn. Thay vì thiết kế phần chân đế zig zag như năm ngoái thì năm nay IdeaCenter 3 thiết kế phần chân đế hình chữ nhật. Logo Lenovo thì vẫn được đặt ngay ở phía chân đế. Phần giá đỡ màn hình và chân đế thì sẽ được làm bằng kim loại. Phần màn hình này thì các bạn có thể ngửa lên, ngửa xuống, linh hoạt tùy theo góc nhìn của mỗi người. Chắc chắn và sang trọng hơn sẽ là những từ để mình miêu tả về thiết kế mới của năm 2022 này. Sở hữu màn hình ở đây là 21,5 inch Full HD, tấm nền WPA, cộng thêm là viền màn hình rất là mỏng sẽ giúp các bạn tối ưu không gian hiển thị và cho góc nhìn rộng hơn, phục vụ tốt cho công việc. Thì đây sẽ là một mẫu màn hình cơ bản, đơn thuần, chỉ để phục vụ các nhu cầu làm việc, giải trí nhẹ nhàng như là khi các bạn xem phim, đọc báo, lướt web, với độ sáng ở đây là 250 nits. Tuy nhiên màn hình này sẽ có một điểm cộng, đây là màn hình cảm ứng. Mặc dù chiếc màn hình này độ sáng không quá cao, thế nhưng mà hầu hết các mẫu máy tính all-in-one thì đều được sử dụng trong nhà, thế nên mình nghĩ là độ sáng 250 nits sẽ là hợp lý, vừa không tối quá, vừa không gây lóa mắt khi mà sử dụng dưới ánh sáng đèn trực tiếp. Ở đây thì cảm ứng đa điểm rất là nhạy, vút chạm cũng cực kỳ tốt. Thì ở đây sẽ là dòng máy hướng đến đối tượng dân văn phòng, nên cấu hình của máy sẽ được trang bị ở mức ổn với Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Cần mọi tác vụ văn phòng từ Word, này PowerPoint, Excel hay là các bạn mở hàng chục tab Chrome, vừa đọc báo, vừa xem YouTube, vừa làm Excel thì đều rất là mượt mà. Máy thì có trang bị loa ngoài, âm lượng khá là lớn, chất lượng âm thanh ở mức ổn, thì mình sẽ bật thử cho các bạn nghe nhé. Tổng kết lại thì đây sẽ là một chiếc máy đem lại hiệu suất làm việc ổn định, thiết kế đẹp, gọn gàng, sang trọng, phù hợp với một góc làm việc văn phòng. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.